Nhà bố xin chào mọi người. Đây là một khu vườn cây trồng một số loại cây ăn trái, có nhãn, bưởi, na. Và đây là một không gian nhà gỗ được xây dựng theo phong cách kẻ truyền. Hôm nay chúng ta không tìm hiểu về cái công trình cái nhà gỗ kể chuyện này, mà chúng ta sẽ xem một cái tổ ong làm tổ ngay cái phần hiên. Đấy, tổ ong mới được làm thôi, chỉ được tự lớn lắm, làm trên phần mái gỗ phía dưới lúc ngói. Ông thợ đang bay về. Tổ ong đây kìa, tới chưa? Cái tổ ong đây. Chào mọi người. Chúng ta mới phát hiện ra một cái tổ ong được làm trên mái của một cái nhà gỗ kẻ chuyền. Đừng có treo nó là ông chúa. Hả? Ông chúa đang ở trong hang. Thấy ông vào con người ra đây đi ông. Ông ủa. Ông thợ đang đi tổ ong kia bên dưới nó đê xì dưới kìa. Đúng rồi, vào. Đi vào trong kia. Không, đừng vào. Sao? Mày không vào trong mình sao? Mở cửa. Ông thông thường sau khi chọn được vị trí sẽ làm tổ. Các ông thợ sẽ chăm chỉ làm việc. Sau khi tổ ong đổ lớn thì đầy mắt luôn. Đầy mắt luôn. Đâu? Đi ra đốt từ vỡ mặt. Đóng cửa vào, đừng có nó vào. Cái này được làm ngay ở phần hiên. Cái ngôi nhà. Xung quanh là cục vườn cây và được người bạn có nhãn. Đang mùa nhãn nên là được chính để ông làm mật. Rất thú vị. Ông chú quay ra ngoài rồi. Ôi giời ơi, tổ ong ơi. Ô này tổ ong rồi. Tổ ong. Có đốt không? Đốt. Sưng vàng cả mắt rồi đấy. Nhưng mà đây bằng nào? Các ông đang chăm chỉ làm việc. Đây này. Của ông. To cực kỳ luôn. Ông chết rồi. Ông thợ bay về rất là nhiều. Ông này có thể làm nhậu ăn hoặc là lấy mật. Ở đây đang gọi là ông nhãn. Chúng ta đang quan sát ông xây tổ từ chính mình. Ở đây có hai con ong.
học thợ lại về. Nhà cháu còn có cả ông mắc cầy rồi. Anh có nhà có máy đi cùng luôn à? Ủa, anh ơi. Ừ. Con cứ tổ thế này. Đâu? Nhưng mà nó không có ông. Không có ông. Nè. Bỏ tổ luôn. Sang tổ kia. Ôi dồi ôi, ông kia. Để lại ông thợ lại về tiếp. Đi vào đi. Làm đi. Cái gì vậy? Bóc ra con ơi, bóc ra em được nhá. Ôi con ông ghê thế, ông già trẻ luôn. Nói đến lời ông là nói đến sự chăm chỉ và sự làm việc chuyên cần. Tất cả các ông thợ để phục vụ một công chúa. Nhà Bùi xin kết thúc video tại đây. Hy vọng hình ảnh ong làm tổ sẽ được các bạn yêu thích thiên nhiên, có thể tìm hiểu về cách thức sinh sống theo đàn của loài ong. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.